Người dân ở địa phận hai huyện là Thanh Hà và Kim Thành, Hải Dương đang phải chịu cảnh sống chung với khói bụi từ hai nhà máy rác nằm trên địa phận giáp danh hai huyện gây ra. Quá trình vận hành của hai nhà máy rác đã bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân, đặc biệt là khói bụi và ô nhiễm nguồn nước. Đây là những hình ảnh người dân ghi lại được khi những cột khói được cho là của khu xử lý rác thải nằm bên kia sông trên địa phận xã Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương. Còn bên này sông, ngày nào cũng vậy, dù luôn đóng kín cửa, nhưng nhà chị Nguyễn Thị Lanh cũng như các hộ dân trong khu vực xã Thanh An, Thanh Hà sống chung với bụi đen và mùi khó chịu từ các cột khói của các nhà máy bên kia sông theo gió bay về. Thôi cái mùa rét này này gió ở bên kia nó đưa về mạnh lắm, mùa kia thì còn đỡ được tí. Mùa rét này nó đưa sang lúc nào cũng khét mù lên xong rồi là nền nhà rồi là đồ vật là cứ bám đen hết. Cũng có một vài trường hợp kín nhưng mà nghe chừng cũng rừng rầm hầu như là rậm chân tại chỗ, cũng chưa thấy tiến triển gì cả. Theo phản ánh của người dân, nhà máy xử lý rác thải hoạt động chủ yếu là vào ban đêm. Để làm rõ phản ánh của người dân, chúng tôi liên hệ làm việc với công ty cổ phần APT Seraphine Hải Dương. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Trong khuôn viên nhà máy, lượng rác thải mới thu về khá ít. Tuy nhiên, điều đáng nói, hiện nay trong nhà máy xử lý rác thải này còn tồn đọng một lượng rác thải khổng lồ từ nhiều năm nay không hề được che phủ. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương, việc giải quyết số rác tồn dư này là do mâu thuẫn chưa được thống nhất giữa hai nhà máy xử lý rác đặt cạnh nhau của công ty cổ phần APT Seraphine Hải Dương và công ty cổ phần quản lý công trình đô thị. Vì thế, núi rác này vẫn chưa được giải quyết gây nhiều hệ lụy đến môi trường. Chúng tôi có một hệ thống thiết bị tách lọc, phân loại rác, sau đó chúng tôi chế biến ủ là thành phân hữu cơ và đến công đoạn cuối cùng của chúng tôi mới là chúng tôi đưa vào đốt. Và cái việc đốt của chúng tôi thì cái lượng rác đốt nó hạn chế rất nhiều. Nên là bảo chúng tôi là gọi là đốt mà nó có thể có thời gian là tăng cường việc đốt. Có thời gian thì ban ngày, đặc biệt ban ngày thì không tăng cường cái khối lượng đốt. Nhưng ban đêm thì là tăng cường lên thì tôi cho rằng là cái đấy là không chính xác. Việc hai nhà máy rác này đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững tại các khu đô thị và dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương và những khu vực lân cận. Tuy nhiên, quá trình vận hành của hai nhà máy rác đã bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân các xã lân cận.